mua được các mặt hàng giá rẻ cũng như là có được những món quà tặng đính kèm luôn là mong muốn của người tiêu dùng, đặc biệt là với các bà nội trợ. Tuy nhiên, chính những loại hàng giảm giá và khuyến mãi này, nếu không chú ý thì người tiêu dùng có thể sẽ phải mua những mặt hàng đã hết hạn sử dụng. Bởi có một thực tế là tại nhiều siêu thị hiện nay khá phổ biến các sản phẩm sắp hoặc là đã hết hạn nhưng vẫn đang được bày bán. Gói Bim Bim Earthstar này có hạn sử dụng đến ngày 10 tháng 10 năm 2014, nhưng đến hôm qua 13 tháng 10 năm 2014, nó vẫn được bày bán công khai trên kệ tại siêu thị Hapromart ở quận Long Biên trong tình trạng đã sẹp hết hơi. Tại các siêu thị vừa và nhỏ vắng khách, hàng tiêu thụ chậm nên nhiều sản phẩm để lâu đã cận đết. Để bán hết số hàng sắp hết hạn, các siêu thị thường khuyến mại tặng kèm sản phẩm. Theo thói quen, nhiều người tiêu dùng khi thấy khuyến mại thường mạnh tay mua về dự trữ mà không chú ý tới hạn sử dụng. Nhiều sản phẩm hạn sử dụng ngắn nhưng để lâu lại thành quá đắt. Bình thường tôi đi mua hàng thì tôi không mấy khi tôi quan tâm đến hạn sử dụng. Chỉ trừ trường hợp những cái hàng mặt hàng mà sử dụng ăn nhanh hoặc là những mặt hàng ăn ngay thì tôi mới chú ý đến. Có vấn đề thì chắc là người ta mới giảm giá, chứ còn không thì nó chất lượng hoặc là những cái đợt khuyến mại mà kiểu giảm giá toàn bộ các mặt hàng ấy, thì chị sẽ quan tâm. Những sản phẩm tiêu dùng thường có hạn từ 3 đến 4 năm, trong đó thực phẩm thường từ 1 đến 2 năm, thậm chí chỉ vài tháng hoặc vài tuần. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, với những hàng sắp hết hạn sử dụng và đặc biệt là hàng đã hết hạn thì không nên dùng vì nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Đứng về mặt ví dụ như các vitamin khoáng chất là nó cũng giảm theo thời gian bảo quản này. Rồi chất đạm nó cũng bị biến chất, đặc biệt là chất béo. Khi mà các hạn sử dụng, các thực phẩm sử dụng hết đát thì cái chất béo nó cũng bị oxy hóa và lúc đó thì nó không còn tốt cho sức khỏe nữa. Trên thực tế, hiện tượng bán hàng cận đát, thậm chí là hết hạn sử dụng tại các cửa hàng và các siêu thị không phải là hiếm. Có thể các siêu thị không sai khi bán hàng cận đát kèm theo khuyến mại, nhưng việc không có cảnh báo kèm theo có thể coi là sự lập lờ, nếu không muốn nói là xâm phạm quyền lợi và coi thường sức khỏe của người tiêu dùng. Chúng ta biết là cái hàng cận đát thì nó đã chất lượng nó đã giảm rất nhiều rồi, và đặc biệt là cái hàng đã hết hạn sử dụng, ta gọi là hết đát. Thì theo cái nghị định 38 của chính phủ hướng dẫn một số điều của luật an toàn thực phẩm, thì những cái hàng mà đã quá hạn sử dụng ấy, thì không được phép lưu thông. Anh bày ở siêu thị cũng như anh đang lưu thông, như vậy là đã vi phạm cái quy định của luật pháp hiện hành của Việt Nam chúng ta. Thì đây là cái điều có thể nói là không thể chấp nhận được. Nhiều người dân cất công tìm đến siêu thị vì không yên tâm khi mua hàng hóa bày bán tự do. Niềm tin của họ đã bị đặt nhầm chỗ. Chỉ vì cố vớt vát chút ít lợi nhuận mà nhiều siêu thị bỏ qua lương tâm và bất chấp những nguy cơ về sức khỏe người tiêu dùng để bán tháo hàng tồn.